Tôi nói thật nha, sao trên đời này tôi ghét nhất là kiểu anh đàn bà con gái mà lạnh lùng y như cái tàu điện không ạ? Người ta có sếp tổng đỡ Ừ rồi. mà. Cái vụ nhân viên xuất sắc giữa năm này nhé, cô Ừ. ta là người đề xuất đấy, Ừ. ông lo mà nịnh nọt đi. Ôi trời ơi, nịnh hả? Cuộc đời tôi chưa biết nịnh ai bao giờ. Bữa nào đụng đến tôi đi, tôi chửi chạy cho té khói luôn. Anh vừa nói có cô nào vì anh mà chạy tay khói thế? Anh nói cái cô nàng bán hàng dưới căng tin đấy, nồi cơm lúc nào cũng nghi ngút khói. Anh mời em uống cà phê. Cảm ơn. Tôi hy vọng các anh luôn cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy tôi. Ui, anh thoải mái, mái, thoải mái lắm. Này, em uống hết cốc này mời đi, em, anh sẽ mời em thêm vài cốc cà phê nữa. Anh nghĩ tôi là voi hay sao? Anh mời tôi uống vài cốc cà phê nữa. Này, tôi nói cho anh biết, anh nói đều với ai thì được nhá, nhưng riêng với tôi, anh đừng có bao giờ nói bằng giọng đó. Đừng có trách của Kiều Anh đấy. Này, tôi với ông là bạn bè với nhau nhá, tiếc gì một miếng sô cô la. Tôi nói đừng có đập. Sô cô la hả? Của ai vậy? Cho em miếng nhá. Vào đừng có trách của Kiều Anh đấy. Chị Kiều Anh đi lên trên tổng với sếp Tài rồi. Đây này này, có phải Kiều Anh lên tổng để lo cái vụ hồ sơ khen thưởng không? Em biết, nhưng mà hồ sơ khen thưởng nhân viên xuất sắc giữa năm á là việc của em mà. Ủa, không sao? Như mấy lần trước đâu. Ơi, mỗi năm trước Kiều Anh làm hả? Sếp Tài kia em căn cứ vô hiệu suất làm việc trong bảng lương để mà xét tuyển á. Này 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 này, em ăn sô cô la đi. Sô cô la của tôi mua đấy. Tôi mua. Ai mua cũng được. Uống một cà phê cho đỡ. Xuống. Này anh Quang, anh có biết là anh ăn ở đây sẽ khiến chuột kéo đến pha máy cà phê không hả? Có con chuột nào đang lí nhí ở tai tôi nhỉ? Anh vừa nói cái gì? Thôi anh mà. Anh xúc phạm tôi như thế à? Thôi mọi người bình tĩnh đi, chuyện có gì lớn la đâu, em không ăn nữa thôi nè. Không, em cứ ăn, thoải mái. Thôi. Này, tôi nói cho cô biết nha, cô mà còn nói thêm lời nào nữa mà để đăng quang mất nghiện á, là chết cô với tôi đấy. Ừ rồi, ăn nói cả trứng. Các người vừa phải thôi nhá. Tôi sẽ không để yên đâu. Để yên đâu. Mặt tức giận y như là con người ơi. Hồi nãy mặt anh giận cũng y chang vậy á. Anh giống người ơi, anh giống người ơi. Thế ngại với Kiều Anh quá. Chuyện nhỏ xíu mà hai anh xé ra to dễ sợ luôn á. Có cái gì đâu mà em lo. Này, tại sao cô lại gọi Đăng Quang với cái giọng hách dịch như thế ạ? Cậu ta đang bận. Tôi muốn nói chuyện với Đăng Quang chứ không phải anh nhá. Đăng Quang này, sáng nay tôi đi họp trên tổng với sếp Tài, anh được cử đi sinh với sếp tổng. Vì thế tất cả những hồ sơ đánh giá nhân viên xuất sắc anh bàn giao lại cho tôi để tôi làm như các lần trước nhé. Yeah, tôi sẽ giao liền. Nè, hàm chờ em mua quà về cho nhá. Họ không cần quà của anh đâu, nhận quà của tôi là đủ rồi. Em ăn sô cô la. Em ăn hết rồi. Trời đất ơi, tôi mua kẹo cho Kiều Anh, tại sao cậu ăn hết là sao hả? Cậu đúng là con chuột thằng. Con chuột. Cậu cũng là con chuột. Con chuột đây này. Có hai anh mới là con chuột cống ấy. Cứ ở đâu béo bở là lao đến.